Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 Mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 tập 2 Bài 131 Luyện tập trung Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính nhẩm Câu A 5 x 2 bằng bao nhiêu Thì các em đã học bảng nhân 5 5 x 1 bằng 5 5 x 2 tức là số 5 được lấy 2 lần. 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 2 bằng 10, như vậy 10 chia 5 bằng bao nhiêu? Ở đây các em cũng đã được học. Chúng ta có tích là 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy nếu lấy tích là 10 chia cho một trong hai thừa số, các em sẽ được kết quả là thừa số còn lại. 10 chia 5 thì sẽ bằng 2. Còn 10 chia 2 thì sẽ được thừa số còn lại là 5. Ở đây 10 chia 5 bằng 2. Và 10 chia 2 thì bằng 5. Tức là lấy tích chia cho một trong hai thừa số. Các em sẽ được kết quả là thừa số còn lại. Tiếp theo là các em tính nhẩm 5 x 3 bằng bao nhiêu? 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 thì bằng 10. 5 x 3, số 5 được lấy 3 lần, tức là 5 cộng 5 cộng 5 bằng 15. Như vậy nếu các em lấy tích là 10 năm mà các em chia cho 5 thì các em sẽ được thừa số còn lại là 3. Còn nếu 10 năm mà chia cho 3, các em sẽ được thừa số còn lại là 5. Tiếp theo 5 x 4, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20. 20 chia 5 thì bằng 4, còn 20 chia 4 thì bằng 5. Tiếp theo chúng ta có 5 x 1, 5 nhân 1, số 5 được lấy 1 lần, như vậy các em được kết quả là 5. 5 chia 1. Bất kỳ số nào chia cho 1 thì kết quả cũng bằng chính số đó. 5 chia 1 bằng 5. 5 chia 5. Bất kỳ số nào chia cho chính nó thì kết quả sẽ được là 1. Các em nhớ điều đó. 5 chia 5 bằng 1, 6 chia 6 bằng 1, 7 chia 7 bằng 1. Tiếp theo các em sang câu B. 2 cm nhân 3. 2 cm nhân 3 tức là 2 cm được gấp lên 3 lần. Thì các em chỉ việc lấy 2 x 3 bằng 6. 2 cm nhân 3 sẽ bằng 6 cm. 3 cm nhân 4. 3 cm được gấp lên 4 lần. Các em chỉ việc lấy 3 x 4 bằng 12. Như vậy 3 cm nhân 4 bằng 12 cm. 30 cm chia 5. 30 cm chia 5, tức là 30 cm giảm đi 5 lần. Các em lấy 30 chia 5 bằng 6. Như vậy kết quả bằng 6 cm. 28 lít chia 4. 28 lít được giảm đi 4 lần. Như vậy các em chỉ việc lấy 28 chia 4 bằng 7. 4 nhân 7 bằng 28, như vậy 28 chia 4 bằng 7. Tức là kết quả bằng 7 lít. 12 lít mà chia cho 2. Các em chỉ việc lấy 12 chia 2 bằng 6. 2 x 6 bằng 12 Như vậy 12 chia 2 bằng 6 Tức là 6 lít Tiếp theo 4 lít x 1 4 lít x 1 Các em lấy 4 x 1 bằng 4 Như vậy kết quả là 4 lít 5 kg x 5 Các em lấy 5 x 5 bằng 25 Như vậy kết quả là 25 kg 21 kg chia 3 Các em lấy 21 chia 3 3 x 7 bằng 21 Như vậy 21 chia 3 bằng 7 Kết quả là 7 kg 3 kg chia cho 1 em lấy 3 chia 1 bằng 3 như vậy kết quả là 3 kg tiếp theo em sang bài tập số 2 tính câu e là 8 chia 2 cộng 6 bằng bao nhiêu ở đây có phép chia và phép cộng như vậy em thực hiện phép chia trước sau đó thực hiện phép cộng sau đầu tiên em lấy 8 chia 2 bằng mấy 2 x 4 bằng 8 như vậy 8 chia 2 bằng 4 Sau đó các em mới lấy 4 cộng với 6 Bằng 10 Tiếp theo là 4 x 3 Trừ 7 bằng bao nhiêu Ở đây có phép nhân và phép trừ Các em thực hiện phép nhân trước Sau đó thực hiện phép trừ sau Các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau Đầu tiên các em lấy 4 x 3 Bằng 12 Sau đó lấy 12 trừ 7 bằng 5 Tiếp theo các em sang câu B. 4 chia 4 nhân 0 bằng bao nhiêu? Nếu phép tính chỉ có phép chia và phép nhân hoặc chỉ có phép cộng và phép trừ thì các em thực hiện phép tính theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Ở đây chỉ có chia và nhân, như vậy các em thực hiện phép tính từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên các em thực hiện phép chia trước. Lấy 4 chia 4 bằng 1 sau đó lấy 1 nhân với 0 bằng 0. Ở đây có phép chia và phép cộng. 0 chia 7 cộng 2 thì các em thực hiện phép chia trước. Sau đó thực hiện phép cộng sau. 0 chia 7 bằng 0. Sau đó lấy 0 cộng 2 bằng 2. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút. Ở đây các em sẽ hình dung bài toán như sau. Chúng ta tóm tắt bài toán. 15 cái bút xếp đều vào ba hộp, tức là ba hộp có 15 cái bút. Như vậy một hộp thì có bao nhiêu cái bút? Ở đây chúng em hình dung mỗi phần của đoạn thẳng tượng trưng cho một hộp. Ở đây chúng ta có ba hộp. Chúng ta có ba phần bằng nhau ba phần này có giá trị là 15 cây bút như vậy một phần có giá trị là bao nhiêu cây bút muốn biết một hộp có bao nhiêu cây bút các em lấy 15 cây bút các em chia đều cho ba hộp thì các em sẽ tìm được là một hộp có bao nhiêu cây bút như vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau mỗi mỗi hộp có số cây bút là ba hộp có 15 cây bút như vậy một hộp thì các em sẽ lấy 15 cái bút các em chia đều cho ba hộp. Tức là các em có phép chia 15 chia 3. 3 x 5 bằng 15, như vậy 15 chia 3 bằng 5. Và các em có đáp số là 5 cái bút. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Có 15 cái bút xếp đều vào các hộp. Mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó. Ở đây chúng ta sẽ tóm tắt bài toán là như sau. 15 cái bút xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút, 5 cái bút được xếp trong một hộp. Như vậy 15 cái bút thì xếp trong mấy hộp. Muốn biết 15 cái bút thì được xếp trong mấy hộp. Các em lấy 15 cái bút, các em chia cho mỗi hộp là 5 cái. 15 cái chia cho mỗi hộp 5 cái, các em sẽ có phép chia là 15 chia 5. Như vậy, chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán là như sau số hộp bút xếp được là hoặc là 15 cái bút xếp được số hộp bút là các em lấy 15 cái bút các em chia đều cho mỗi hộp là 5 cái như vậy các em có phép chia là 15 chia 5 5 x 3 bằng 15 như vậy 15 chia 5 bằng 3 ở đây các em có đáp số là 3 hộp thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.